Phía trước đó là đường Trường Chinh nha các bạn. Đi ra đó là đường lộ Trường Chinh đó. Trái cây, quá nhiều loại trái cây ở đây à. Cam, bưởi, đu đủ. Nó khá là nhiều luôn nha. Ngon ghê luôn á. Có cả dưa hấu ở đây nè. Hấp dẫn quá. Hỏi chuối kia có thịt gà thịt vịt kia kìa. Số đi anh, còn mấy tờ giúp đỡ giùm đi anh vậy ơi. Đây đây đây, đông chưa? Đây đây đây, chợ trái cây đây nè. Đó đó. Wow, đây là một vài trái cây nè. Quá nhiều trái cây luôn rồi. Có hồng, xoài, nho, mãng cầu, bưởi. Chợ này rất là lớn luôn và đông đúc nữa. À, các bạn xem đây nè, trái cây nè. Hầu như là trái cây chợ này là rất là nhiều luôn nha. Đó đó, bưởi, cam, xoài rồi đó, rất là nhiều. Chỗ hẻm này bán đồ, bên kia bán quần áo đó. Đây đây, rau củ bán bên trong á. Chỗ này bán cháo lòng nè, và có cả trái cây nè, đó nè. Ngon ghê luôn nè. Bơm lê, táo, hồng, đó đó. Rất là nhiều loại trái cây đây nha. Đồ đổ đóng. Vào khu vực này thì bán quần áo rồi, đổ đóng rất là nhiều luôn nha. Đó, trái cây. Chỗ bán soi nè. Đây, quần áo chỗ này nhiều lắm nha. Phía trước có bán cái những cái món đồ là 3 món 10 ngàn. Đây đây, cái màu xanh kia, cái kia ở dưới màu đỏ. Túi bóp, đồ bàn chải đánh răng, loại tăm nữa, rất là nhiều ở đây nha. Bên đây là sạp bán hoa, có một anh bán thơm, anh gọt tại chỗ luôn nè. Đó, đó, đó. Còn đây là trái cây bưởi nè, quá ngon luôn. Bưởi, hầu như là loại bưởi trái rất là lớn. Phía trước đó là nhà thờ Lạc Quan. Đó đó, các bạn thấy không? Nhà thờ Lạc Quan, đây là bánh tráng. Kia là trái cây kìa, thanh long rồi kìa. Nó ngon quá luôn. Trái cây nè, bưởi nè. Đó kia có chôm chôm mặn nữa kìa, hồng kìa. Ngon ghê luôn á. Bên đây thì rau củ nè, quá nhiều loại rau củ rồi. Tươi ngon luôn nha. Qua li li đây, rau củ nè. Rất là nhiều đồ đạc ở đây. Có cải bông kìa, rồi bắp cải, rồi nấm, củ su hào, đây bí nữa nè. Quả xá nhiều luôn rồi. Ngon ghê. Nấm. Nấm. Dạ dạ. Măng nè. Đó đó. 60 luôn hả? Dạ, sức sống 360. Dạ. Dạ không phải. Cam 1 ký 10 ngàn đồng nha. Loại cam này nước rất là nhiều đó, mình nuôi về nặng nước uống nha. Ok ok ok. Đó, rất là ngon. Bên trong là rau củ nè, quả xá luôn nè. Chợ này đông đúc và vui lắm, quá đông đúc luôn rồi. Bưởi nè, đó đó đó, bưởi. Bưởi da xanh rất là ngon luôn nha. Dọc theo cái con đường mà đi hẻm vô nhà thờ nè, thì buôn bán đồ rất là vui. Cháo sườn sáng chiều 10, 15, 20. Dạ, vui lắm. Đâm chưa? Hoa nè, quả xá hoa đẹp luôn rồi. Lại đi con đường, đây là khu phố 2. Quá rẻ, quá đẹp rồi bé ơi. Cam. Khoai lang đây nè, bắp khoai lang, wow, quả sẽ khoai mì nữa, ngon quá. Hấp dẫn hay ghê luôn. À, đây là chị bán khoai khoai mì nha. Đây đó. Đó tại chỗ nè. Khoai mì bên kia bắp nấu có đậu và có chuối đây nè. Có cả hạt dẻ đây nữa nè. Khoai lang này bọn chị bán là 25.000 ký, rẻ hơn so với một số chỗ kia ha. Còn bắp kia bán sao hả chị? Chị bắp đó bán sao hả?
một trái như vậy là 4.000 ha. Ở này bán xôi, một số món ăn ngọt rất là ngon luôn nè. Có chè nữa nha, chè đậu trắng, chè bắp nữa kìa. Táo kìa. Đông người ha, chợ này vừa lớn, đông người nữa nè. Quá xá luôn rồi. Xung đây là nhà lòng chợ, có bán cá biển và những trong rổ như vậy nè. Thịt, có heo quay nữa ha. Và bên đây có những cái quầy ăn uống. Đó, trong đây thì hơi tối tí xíu nha. Đó, đó bên kia là quầy ăn uống, nước uống nữa ha. Bên đây cũng vậy, có những đồ ăn nữa nè, chả lụa, pate đồ rất là nhiều, bún nè. Đó, đó là những hàng mặt hàng thực phẩm tạp hóa ở trong đây. Và đây nó hơi tối mà cảm giác rất là mát. Hàng ăn uống thì tập trung trong đây nè, đó đó. Này nước uống nha, còn cả thức ăn bên đây. Đây là những quầy đồ ăn đây nè. Đây đó. Này là bún nha, bún riêu, bún riêu, bún canh thì ở đây, đó đó đông quá, chỗ này người ta ăn đông quá nè, bún riêu, canh bún, đồ ăn thức uống trong đây nhiều ghê luôn ha, trong đây hơi tối nha các bạn xem, có bán thực phẩm chay đây nè, chỗ này bán bánh bèo ha, đó 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 bánh bèo, có cả nuôi hủ tiếu đây nè. Bánh canh nữa. Qua vào hôm đây thì nó mát mẻ ghê luôn á, nhưng mà nó hơi tối tí xíu à, vì nước nè. Vào đây mọi người nói chuyện tán gẫu cũng vui quá ha. Thực phẩm chay. Đây là chỗ đồ ăn nè, có bánh gỏi cuốn nè. Bánh ướt, bánh cuốn nóng á, nó chỗ bán bánh cuốn nóng rồi nha. Bánh ướt, chả lụa. Bánh bèo, bánh bèo ở đây, xôi, chè. Kéo lên cái chè đó. Cái này cháo, mình bán cháo nha, cháo lòng á. Đúng rồi nè, hủ tiếu đó. Dạ, bún hủ tiếu đây nè. Đây, đây cả đồ ăn nữa nè ha. Bún, bún canh, bún hủ tiếu đều ở đây nè. Còn đây là bán đồ chay nha, thực phẩm chay mình á. Ra bên ngoài sáng, trời đã hơi sáng, ở trong kia thì nó hơi tối ha. Một quán ăn nè. Bánh, wow, bánh bía, bánh trung thu. Đây, 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 bánh trung thu, bánh bía đây nhiều quá luôn. Trên một quầy nước đó. Có nước mía, nước ép cam, trà tắc rau má. 5K, thanh long đỏ, ruột đỏ. Đây, đây. Khi đi vào chợ thì các bạn sẽ đi vào cái hẻm này nữa nè. Xung quanh này thì bán đồ ăn thức uống ha. Bên kia bán bơ kìa, có khoai lang nữa. Chỗ này cá mực nè, cá biển và mực nè. Và có một cái xe chở cá ở đây nè. Trái cây, mặn, nho. Đây, đây có quán bún cua, bún riêu, nuôi hoành thánh, bánh canh bên đây nè. Đó, bên trong thì mọi người đến ăn đó. Hàng rau củ nè, bông bí nè, rau tươi nè. Ngon ghê luôn ha, cải bự nè. Có đọc bầu nữa nè, cho muối. Còn đây là quầy thịt nha, xôi nếp hang đó, nguyên nồi xôi nếp hang khói nghi ngút, nóng hổi luôn. Đậu phộng, khoai lang, có hấu nữa nè. Đấy, bắp, bắp mỹ sổ, chói, chả tiêu, tiêu, đậu, những mặt hàng đậu. Dạ. Bên trong là rau củ nè, có thịt cá đây nè. Đó. Con hẻm này thì khoảng 4 mét thôi ha, hơn 4 mét. Bên kia bông điên điển ngon ghê luôn cả. Đó, đó một số rau nè, mình thấy có bông điên điển nha. Ngon quá, chỗ này có bông điên điển nè, bạn nào cần ăn thì đến đây nha. Ông mặt cô này có bông sữa đũa nữa kìa, bông bí nữa kìa. Điều đặc biệt là khi bạn đi vào cái con hẻm này á, trái cây rất là nhiều luôn nha. Trái cây như là sạp, trái cây là đường dài, nhiều lắm rồi. Bưởi nè, mặn nè,
chôm chôm nè, nho nè, táo, xoài, cầu. Đó. Nho ổi phía trước kìa. Đây là chả lụa, bún, hủ tiếu, kết hợp là sạp quần áo nè. Còn phía bên kia thì cái nhà đó mới xây ha, đẹp quá. Sạp bán rau củ như vậy nè, nhỏ nhỏ như vậy nè, nhưng mà có thể là nuôi sống cho cô này hàng ngày á. Bông hoa cam, quá nhiều cam luôn rồi. Đó, cam rồi có cả chanh dây nè. Cam sành trái lớn ghê luôn nha, 20.000 đồng bên trong, 1 ký bên trong, bên ngoài này không biết nhiêu. Còn loại này là 15.000 đồng 1 ký nè. Loại này nước nhiều lắm nha. Bán chuối nè, đó. Phía trước của mình á, bán chuối rất là nhiều luôn á. Chuối vật cui, rồi chuối sim nè. Wow, chuối sim trái lớn ha, to nè, còn sống. Mà trước có chuối chuối cao nữa kìa. Bên trong thì bán một số đồ rau củ nha. Đây là một xe rau như vậy nè. Đậu hũ cũng có chỗ đồ chay, đồ chay tại chỗ luôn, bên trong đó là cái lò đậu hũ á. Đây là những món đậu hũ nè, đồ tương này nha. Đó, rất là nhiều món, có món đồ chay làm sẵn nè, về ăn thực phẩm chay. Rồi chơi hấp dẫn chưa, có chỗ bán nước uống nè, trà sữa nè. Bên trong là cái chỗ nhận dạy anh văn từ lớp 3 đến lớp 9. Cá biển, chỗ này cá biển nha. Rau củ, mọi người dừng xe đây nhiều quá nè. Hơi chặt đường tí xíu ha. Đó, bên trong thì bán những rau củ tươi ngon luôn. Quá tươi à, ba những cái cải nè. Và những mớ cải rất là ngon. Cái bán măng 15.000 đồng ký. Mọi người đậu, do đậu xe ở đây hơi đông quá nên hơi chặt đường tí xíu nha. Nó bên trong dưa leo rồi có bí nữa nè. Có để bảng giá cho dễ mua ha. Đó, bây giờ mọi người ghé đây nè, đông quá. Đắt, cái tiệm này bán đắt nha. Gà kìa. Đó, cái bông nữa kìa. Chỗ này tiệm này bán đắt đó nha. Không thể là dễ đồ tươi ngon này, giá hợp lý hay sao á. Đó, bên ngoài xe cộ nè. Chanh này là chanh không hạt nha, 15.000 đồng 1 ký. Cà chua thì 20.000 đồng 1 ký. Vừa chín đỏ tới, cái này là mua về làm xương tố ăn ngon nha. Uống á, xương tố uống. Còn cái này là cam thì 2 ký 25.000, có bưởi nữa kìa. Bưởi da xanh là 40.000 đồng 1 ký. Còn bên kia thì dừa xiêm 2 trái 15.000, dừa loại trái nhỏ nhỏ thôi hả. Đây 2 trái 15.000 nha. Bưởi nè, quá thấy bưởi luôn rồi. Trái lớn nè, nó bưởi to luôn nha. Còn đối diện thì cũng có một cái sạp trái cây có bưởi nè. Bưởi da xanh cho trái là rất là tốt luôn, nó nổi cầu nè. Quá là cái trái này có thể là hơn 2 ký nha. Đó đó đó. 2 ký mấy luôn hả chị? Gần 3 ký đó. Một trái như vậy gần 3 ký nè, em quảng cáo cho. Đây đây gần 3 ký nè, nó to, đây là muối no nước luôn nè. Đó, quá thế là các bạn mua thì đến quầy thì kiếm cái trái to thì ở chỗ này có bán nha. Vào chợ tí xíu à. Đó đó, chị bán. Cảm ơn chị nha. Chỗ này có bán sầu riêng nè, có cái sầu riêng này ngon chưa? Cá ra quầy thịt nè. Quá thấy đồ ăn thức uống thì các bạn thấy hầu như là đầy đủ, rất đầy đủ nha. Chỗ này thì có bán đồ chay, đậu hũ chay nè, đậu hũ trắng nè, tương chao đi nữa nè. Đối diện bên đây là có loại bánh mì ha, bánh mì lạc, bánh mì mặn nữa ha. Có xôi mặn, bánh mì thịt bên trong nữa kìa. Có thịt gà đây nè. Rau củ ngon quá. Dưa 5 trái, 5k, 5.000 trái. Dưa xiêm có chuối nữa nè.
Phía trước thì có bán tôm và có cá biển à. Có một sợi bánh ú nữa hả? Được xe của mọi người đi chạy vào trong chợ được. Bên trong có chỗ giữ xe. Đây sợi bánh ú nè. Có em gái bán một số loại rau củ, cải, mồng tơi rồi đó. Còn đây là quầy thịt nha. Đây 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 là có số loại ốc nữa ha. Ốc đá, có ốc hương, có bên trong có sầu huyết nữa kìa. Lỡ dừa này có 50.000 đồng, cũng dừa uống, mực, tôm, cá biển, cá nục thì 35.000 đồng ký. Đây, một số rau củ nè. Đây có một chỗ bán bánh xèo Quảng Ngãi. Và chờ tí xíu thì các bạn sẽ gặp được cái chỗ cô đàm bánh xèo Quảng Ngãi, là bánh xèo nhỏ nhỏ ha. Ngon lắm, hấp dẫn nha. Đó, đó, có bánh khọt nữa nha. Dạ. Yeah. Hẻm chỗ này là khá mát nè, thì có cái căn nhà trên nó che nắng rồi. Và những cái bánh nó ngon. Đây. Bạn nào thèm ăn bánh này nha thì vào đây, đi ngoài đường lộ là đi vào tí xíu, nằm bên tay trái á, nằm bên tay trái có một chỗ bán cái bánh này nè, à, những cái lò nè. Cái những cái đồ đổ này là bằng đất á, cái lò đất nung á, coi giá để chút xíu rồi để tôm rồi lên ha. Cái nhỏ xíu như vậy á. Có những cái bàn ăn phía trên kìa. Trái cây, cóc, xoài, rau củ. Và đây là một sợi trái cây nè. Đó, đó. Nhãn, mận, ổi. Đặc biệt có một cái bách hoa xanh. Bách hoa xanh luôn. Các chợ đều len lỏi có cái hệ thống có bách hoa xanh hết luôn. Bên trong là bán đồ thực phẩm á. À, các bạn ở trong nước thì các bạn biết bánh hoa xanh bán những gì rồi, nhưng mà cô bác anh chị ở hải ngoại á, xa xứ thì mình không biết bánh hoa xanh này kinh doanh những gì. Thì bên trong đó là có những cái thực phẩm rau củ nè, rồi thịt cá nè, rồi những đồ tiêu dùng mặt hàng như là đường hay là những cái thực phẩm gia vị rồi kia, thì có đầy đủ nước uống ở trong đây nữa. Cơm tấm, bún thịt nướng. Đó, xe kia nó bán thơm đó, cái cây thơm đó. À, chỗ này bán thơm khá nhiều lắm, có cả thơm rọt sáng như vậy đó. Đây là cái ngã tư luôn nha, con hẻm thôi hả? Đường hẻm này là ngã tư, bên trong có cái nhà thuốc lớn đó. Đường này cũng là đường tăng thẳng nhất của cái hẻm nha. Bây giờ đi vào trong dài ra phía sau chợ nè. Qua chỗ này bán trái cây, rau củ nè, còn kia có mặn nè, bưởi. Bưởi da xanh ở đây ở chợ này bán hầu như là bưởi rất là tốt, trái to rất là to luôn nha, lớn lắm nha. Thanh long 10.000 đồng ký, trái no mộng 2.15.000 đồng loại này nè. Cam và một số loại rau củ đây. Tạp hóa, bên đây cũng có bán tạp hóa nữa nè. Thịt heo. Bên đây cũng có quầy bán thịt nè, hầu như là những cái quầy bán thịt ở đây khá nhiều luôn á. Có thịt gà nè, thịt heo nè, chỗ này bán cá nè, có cá hường, cá biển nữa kìa. Có những con sú nữa ha. Bên đây là có những con hến, nấu hến tại chỗ luôn nha, hến tại chỗ, đây là có tại chỗ nè. Hến mà có những con dẻm á, lúc nhỏ thích ăn cái này, hến nó đi về, hết rồi, đúng rồi, con hến hết rồi,
bán hết trơn hả? Đang nấu chưa có nữa. Loại này về mình xào ăn hoặc là kho ăn ngon lắm nè. Nồi quéo ăn cũng ngon. Ở bên trong là không gian bán cá. Đi vào đây là khu vực bán cá khá là nhiều á. Bên này có xe lưu thông vào bên đây nên là cái đường nó hơi kẹt. Vì cái con hẻm đường nó hơi nhỏ à. Cá này khá nhiều luôn nè. Wow, cá tra, cá biển, wow, nhiều quá. Gần đây, bên đây cũng có cái loại cá nữa nè. Con này là gọi là cá hường biển á. Thì mọi người đến đây mua nha. Có con cá tra, ta gọi là cá bông lan không? Đây cả những loại cá, cá nục, cá bạc má, rồi đầy đủ hết trơn. Bên trong thì các chị mặn tại chỗ. Có thể là phía trước nhà, đó là nhà của chị đó hay gì á. Có thể mặn ở trên phía trước nhà luôn nha. Bên đây lại có một cái quầy bán cá là để trên một cái mâm dài 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 như vậy, hình chữ nhật như vậy nè. Nhiều loại cá ở đây ha. Ở bên trong thì mặn mặn sẵn ha. Người mua đến mua thì trong bên trong ta sẽ mặn cho. Đồ hàng bông rau củ đây nè. Những trái củ qua ngon ghê luôn ha. Nhưng mà trái nó nhỏ, nó hơi ngắn ngắn mà nó tươi, thấy nó tươi ngon. Bên đây là quầy thịt nè. Đó. Cá biển. Wow. Có khía họ đang bán cả khía có lương nữa kìa. Còn bên đây thì bán một số loại rau củ, củ nè, có tỏi nè, hành nè, có bí nè, khoai ngọt, khoai lang nè, bún, hủ tiếu. Đây là có một con đường bán ha. Một số gia vị hành tỏi gừng, quạt, cá lóc bông. Cá lóc bông nó bự to luôn nha, con cá to rất là to. Tất cả cái hường đấy nha. Đây là một cái quầy rau củ. Dạ dạ. Tôm khô, khô, chanh, hành, tỏi đây nè. Cá thịt. Chỗ này có chả cá đấy nè. Chả cá làm tại chỗ nha. Như chợ nào cũng có chả cá hết trơn á. Chùm nhà phía trước thì có bán mắt kính đó. Ở gần chợ thì thấy tiện dụng ha, tiện lợi á. Cá hú sắc khứa sẵn như vậy nè. Tôm nè. Cá. Một số gia vị. Số gia vị ở đây nè. Đây quần áo. Có cam nè. Gừng, hành, ớt, cá, cá biển nha. Đây có một cái về đồ chai nè, đồ hũ, quần áo, nước uống, đồ ươi, mũ gòn, học é, mũ gòn. Cảm nhận của mình á, chợ này thì đông đúc nha, mọi người đi chợ vào đây đông quá, bán rất là đầy đủ đồ luôn nha. Tỏi, có dâu tây nữa kìa, cá cơm, đó quầy cá cơm á, dâu tây, bơ, đây là quầy trái cây bên trong nè. Trái cây có nhãn nè, trái cây bồng bon nè, và có cả nhau nho xanh bên kia nữa. Thịt, rau củ ở đây, nước tươi ngon luôn nha. Tất cả đều nhìn thấy ngon quá. Đây là những cái quầy hàng ăn uống nha. Có bánh cam, bánh còng. Có hủ tiếu, bún một chai, mì quảng mặn nữa ha. Đây đây là bánh bột lọc, bánh bột lọc. Đó đó. Dưa leo muối luôn nè. Bạn nào muốn ăn thì vào trong hẻm này gặp chị nha. Chị bán nè, đó đó, ngay chỗ cái quầy hủ tiếu nè. Chúc chị mua may bán đắt nha. Tiểu nè, bún mọc nè, gà, vịt,
nước uống xây tại chỗ, rau má rồi hả, đậu xanh rồi đấy. Wow, gà thịt. Chợ này lớn quá luôn á, lớn ghê, cần cá biển nè, cá hú bên trong đúng không nhỉ? Cá mồi. Chỗ này bán đồ tập quá và ở đây thịt cá rất là nhiều luôn. Cá nè. Chợ này rất là nhộn nhịp luôn, người đi vào trong đây mới đi chợ, đông lắm, đông đúc quá, đông đúc luôn á. Cá nè. Ừ. Bên đây là thịt nè. Đối diện bên đây là có kệ thịt nè. Hành, tỏi. Nó có người mua. Đó là sầu riêng, bên trong có sầu riêng kìa. Chỗ này rau củ quá, mọi người đông quá nè. Đó. Chỗ này bán rẻ hay sao hết. Đó, mọi người đến đây mua đông quá. Trái sầu riêng lớn ghê luôn á. Trái đó ăn muối nào là đáng luôn nha. Đây chục cá nè. Cá biển ở đây rất là nhiều luôn nha. Đồ rau củ thế nè. Đây cũng là cá biển. Kệ thịt. Còn đây là có chả quế, chả lụa nè. Đầy đủ hết trơn á. Các bạn thấy những mặt hàng nào mình cần thì mình đi vào cho khu vực này để mua nha. Thịt cá. Bên kia bắn mực ướp nước đá ha. Ướp nước đá để cho nó tươi. Đây là trái cây. Đây là xe hoa lóc, có bưởi nữa kìa. Rau củ còn phía trước đó là bưởi da xanh. Các bạn nào mà cần tìm bưởi da xanh á thì vào đây á. Hầu như là cái những gian hàng nào bán bưởi da xanh cũng cháy lớn á. Cháy to không hả? Nè. Rất là lớn luôn nha. Cái bưởi thấy thèm muối. Lột phải sẵn là muối mọng nước luôn á. Chỗ đây bán chuối nè. À, con đường này là dẫn ra là nhà thờ ha, đền giáo xứ, rồi thì là quanh khu vực này là nhà giáo xứ người mà trong đạo Chúa nhiều ha. Bên đây có một quầy bán cơm tấm nè, cơm tấm bún thịt nướng luôn buổi sáng luôn nha. Đó, cơm tấm bún thịt nướng ở đây. Còn đối diện ở đây có một cái chỗ bán hoa nè. Đó. Chỗ này bán một số loại ốc. Đó, ốc đá, ốc tươi. Thì sầu huyết, có sầu huyết nữa nha. Chú bé đi chợ nè. Còn đây sầu riêng nè. Ồ, rất là sầu riêng. Thấy coi thật được, vẫn có cái muối rất là to luôn nha. Có mặn nè, trái hồng nè, cam nè. Còn bên đây là những quầy ăn uống đây ha. Đó, ăn quầy nước uống nè. Chỗ này bán quần áo, đồ tập quá, đồ khá nhiều á. Gạo nè, nếp nè, đây là rất là nhiều luôn nha. Còn bên đây là bán quần áo, cả cam nữa kìa. Đồ tập quá đây nhiều á, đủ gia vị để cho cần thiết cho nấu nướng hàng ngày á. Còn đây là cái khu vực cá, tôm. Dạ, không có. Cá tôm bên đây rất là nhiều luôn nha. Bên đây cũng vậy nè, đối diện là cũng cá thịt, cá tôm thôi hả. Đây cũng là người cá nữa nè. Rất là nhiều luôn nha, cá biển nữa rồi nè. Tôm nè. Rất là nhiều luôn. Rau củ, thịt cá rất là phong phú luôn. Dạ, rau củ thì rất ngon nè. Nấm nè, có ngó sen đây nè. Các bạn nào thích ăn ngó sen thì vào đây nha. Đây thì ngó sen tươi luôn. Đây cũng là một con hẻm nè. Hẻm đi thẳng này có bán đồ nè. Như vậy là trong chợ này á, chia làm rất là nhiều con đường hẻm cắt dọc ngang qua. Mỗi hẻm đều có bán trái cây ha. Có đồ ăn, thức uống thì rất là nhiều luôn nha. Những trái hồng này ngon quá. Táo nữa kìa. Đây là bên trong của nhà làm chợ nha. Chợ cá nè. Ở thơm nè ha. Bưởi nè. Nó
chứ cây bưởi ngon ghê luôn á, rất là ngon. Con đường này thì ra là ra mặt đường ngoài rồi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.